thức đêm khá nhiều, khi mà đứng lên dễ bị hoa mắt chóng mặt. Ngồi cả ngày này khiến vai này, cổ này nó tê mỏi nhiều ấy. Ngồi lâu quá đứng lên là nó cũng bị choáng váng. Có khi 10, 11 giờ vẫn vào nhà tắm, tắm bình thường. Với cái thời tiết này ạ, thì sẽ nhảy luôn vào phòng điều hòa và nằm thôi. Không biết là mình cũng ăn đồ ăn dầu mỡ hay đồ chiên cũng nhiều. Những cái đồ ăn đấy nó cũng khá là ngon ấy, nên là mình cũng không thể bỏ qua được. Thức khuya, tắm muộn, lười vận động hay thường xuyên ăn đồ nhiều dầu mỡ, những thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến mạch máu não. Cho rằng mình còn trẻ, bệnh nhân này không ngờ bị đột quỵ thì mới 30 tuổi, dù trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường. Hay bị đau đầu, nhưng mình cứ nghĩ là thức khuya nó bị thế thôi chứ không nghĩ là bị đột quỵ. Chẳng bao giờ nghĩ đâu, tại vì nghĩ là mình ít tuổi. 40 tuổi, tái mắc đột quỵ lần 2. Đang nói, người nhà nam bệnh nhân này thay vì đưa đến bệnh viện, lại ở nhà tự sơ cứu sai cách. Tìm hiểu trên mạng cách sơ cứu của người bị tai biến, nhưng mà chỉ chấm châm các cái đầu ngón tay xong nặn máu ra cho anh đi viện. Dù chỉ là tê bì nhẹ hoặc là có yếu liệt nên đến bệnh viện trong vòng sớm nhất là trong vòng 3 tiếng đầu tiên là cái giờ vàng của đột quỵ. Ghi nhận tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 20 cho đến 25%, tăng gấp đôi so với những năm trước. 76% người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu nhận biết. Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, cái chế độ ăn mà thừa calo, nhiều chất béo, nhiều tinh bột, đường, nhưng mà thiếu chất xơ và các chất vitamin và khoáng chất, cùng cộng với lại cái chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ không điều độ, từ đó ảnh hưởng đến cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, làm có thể hình thành các mảng vữa xơ từ sớm. Căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Tập thể dục mỗi ngày giúp giảm mỡ máu, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi. Nói không với chất kích thích, thuốc lá và xây dựng thói quen ăn uống khoa học. Bổ sung những sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên nhằm tăng cường tuần hoàn não và chú ý khám sức khỏe định kỳ là cách bảo vệ bản thân trước căn bệnh đột quỵ.